Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với series Tiếng Xét Quanh Ta, một dự án thực hiện bởi Musa và Tamda Shkola. Positivitas Musta Bohata. Đó lý do vì sao tất cả đồ trang trí đều có màu đỏ. Trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một việc khác biệt, đó chính là dọn dẹp nhà cửa. Và trong quá trình này các bạn sẽ học thêm vô vàn những từ vựng liên quan tới chủ đề dọn dẹp. Thường thì tất cả chúng ta đều lấy lý do là tôi bận quá và tôi không có thời gian để dọn dẹp. Nhưng mà chỉ cần được hướng dẫn một cách đúng cách thì tất cả mọi thứ đều có thể được dọn dẹp một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn và sạch hơn nữa. Vậy nên các bạn sẽ không phải chỉ học thêm mỗi tiếng Séc mà sẽ còn biết thêm một vài tip dọn dẹp như thế nào cho hiệu quả hơn. Ai mà lại không muốn được sống trong một môi trường sạch sẽ và gọn gàng đúng không? Vậy nên chúng mình cùng bắt đầu thôi. 3, 2, 1. Một trong những việc quan trọng nhất khi bạn sống ở Séc đó là hiểu và giao tiếp bằng ngôn ngữ bản địa. Và nếu như bạn đang không biết phải bắt đầu từ đâu thì Moonstar chúng mình sẽ giúp bạn. Chúng mình có những khóa học dành cho người mới bắt đầu cũng như dành cho những ai muốn tìm hiểu thêm để có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Séc hoặc có nhu cầu đi thi Trvali. Và trước khi chúng mình đi vào quá trình dọn dẹp thì chúng mình sẽ cần một cái tâm trạng, tâm thế thật là thoải mái để chúng mình hưởng thụ hơn cái việc dọn dẹp này. Và cái cách đơn giản nhất để chúng mình có thể lên tinh thần đó chính là âm nhạc. Âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành, cho nên cái việc đầu tiên chúng mình cần làm đó chính là mở nhạc trước đã. Giáp nâu hụt vù. Và bí kíp thứ hai mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là chúng mình nên dọn dẹp phòng theo thứ tự. Thứ tự đầu tiên là Srovnat, tiếp theo là Vichischit và cuối cùng là Navonet. Như các bạn có thể thấy thì hiện tại chúng mình đang ở trong kuchin. Và việc đầu tiên chúng mình cần phải làm trong căn phòng này đó là chuẩn bị những chiếc hộp nơi mà chúng ta sẽ đặt những món đồ không thuộc về nơi này. Ví dụ như ở đây thì mình có Cancellar Skateboard Shabit, chúng mình sẽ bỏ vào đây. Và bên này thì lại là những món đồ thuộc về phòng tắm, cấu pel nào. Đối với những thứ như thế này chúng mình sẽ đút vào túi. Quy tắc tiếp theo là chúng mình sẽ bắt đầu dọn dẹp từ những thứ sạch nhất tới những thứ bẩn nhất và từ trên xuống dưới. Với hành động lau thì trong tiếng Séc mình sẽ có hai động từ khác nhau dùng để nói tới việc lau, đó chính là utřít và vytřít. Utřít chúng mình sẽ dùng cho những cái mặt phẳng, ví dụ như là trên bàn hay là ở trên tủ. Còn vytřít chúng mình sẽ sử dụng cho những cái mặt phẳng ở dưới mặt đất, ví dụ như lau sàn chẳng hạn. Khi lau bàn thì các bạn lưu ý là chúng mình sẽ lau theo hình rích rắc từ trái qua phải như thế này. Và mình sẽ không lau theo hình tròn, bởi vì là khi các bạn lau theo hình tròn ấy thì cái bụi nó vẫn sẽ ở đấy và nó sẽ không biến mất đâu. Đối với gương và kính thì khi làm sạch các bạn nên sử dụng những sản phẩm có chứa cồn, như vậy sẽ giúp việc làm sạch của mình nhanh hơn và nó sẽ không để lại vết ố. Trước hết thì chúng mình sẽ xịt lên trước, xong sau đấy thì sẽ dùng khăn khô nhá để lau. Các chị em nên lưu ý là để giúp cho đôi bàn tay chúng mình không bị khô vì sử dụng quá nhiều hóa chất thì chúng mình nên sử dụng găng tay nhá, của các vịt sạch. Còn nếu như mọi người đã có người yêu, đã có chồng rồi thì mọi người biết nên đưa cho ai rồi đấy. Nice. Umit na dobi saponat hay còn gọi là yar, houbanamichi và kartach. Và giải pháp đối với những ai còn độc thân, chưa có người yêu cũng chưa có vợ có chồng gì thì Michka là một sự lựa chọn hoàn hảo. Đối với quần áo bẩn thì chúng mình sẽ cần phải cho vào Kosh na špinavé oblečení. Sau đó thì sẽ đi tới Pradelna. Trước khi cho quần áo vào trong máy giặt Pračka, chúng mình sẽ cần phải kiểm tra các túi xem còn món đồ nào sót lại không. Đây là một ví dụ này, một trong những minh chứng lớn nhất vì sao mình yêu thích việc dọn nhà. Máy giặt là Pračka, còn giặt là Vyprat. Để cho quần áo của chúng mình có thể sạch sẽ và thơm tho thì chúng mình không thể thiếu Pratsi Prostředky và Avivaš. Sau khi quần áo đã giặt xong thì chúng mình sẽ bỏ vào sušička để vysušit. Žahlit si prkno, žahlička và žahlit. Poskladat oblečení. Zametat, koště, lopatka. Vyluxovat nebo vysávat. A vytírat podlahu, odpadkový koš, pytle do koše. Vynést odpadky. Để cho môi trường sống xung quanh chúng mình trở nên xanh, sạch và đẹp hơn thì chúng mình nên tập làm quen với việc phân loại rác, vytřídit odpad. Và sẽ có 4 loại rác cơ bản chúng mình cần phải phân loại. Đầu tiên là scroll, thủy tinh, papier, giấy, plast, nhựa. Lưu ý là tất cả các món đồ dùng nhựa trước khi chúng mình đem đi phân loại thì sẽ cần phải làm sạch trước đó. Và cuối cùng là směsný odpad, rác tổng hợp. Và một tip cuối cùng trước khi video này kết thúc thì sẽ là cách làm thế nào để chúng mình cho túi rác vào trong sọt rác được nhanh và hiệu quả hơn. Thì cách đầu tiên này là mình sẽ bỏ cả cái quần túi đựng rác vào trong này. Và sau đấy thì là mở miệng túi ra và chùm lên trên
dọn rác thôi. Như này. Và cách thứ hai thì ở đây thì mình sẽ chùm cái túi lên trên miệng xỏ rác như thế này. Và sau đấy thì chỉ cần vứt đồ vào là nó sẽ tự xuống dưới thôi. Và sau khi nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi thì việc cuối cùng đó chính là làm thế nào để cái căn phòng này nó trở nên thơm tho hơn. Thì chúng mình có thể sử dụng nến, hoặc là chúng mình có thể sử dụng diffuser cùng với essential như oleic. Oprášit, vytřít, utřít, umýt nádobí, vyprat, vysušit, vyžahlit, poskládat oblečení, vysát, vyluxovat, zametat, vytřídit odpadky, vynést koš, zapálit svíčku. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới giây phút này. Mong rằng sự kết hợp lần này với Tam Dash Cola sẽ được các bạn đón nhận và ủng hộ thật nhiều. Đừng quên yêu thích cũng như theo dõi chúng mình để không bỏ lỡ các chủ đề thú vị tiếp theo. Còn bây giờ thì a hôi. Nhớ dọn dẹp đi nha. Tắt rồi đó. Và trong quá trình này các bạn học sẽ loạn ngôn rồi.